Lăn kim 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 để trị tàn nhang, chấm tàn nhang hay uống rất là nhiều viên uống trắng da để mong làn da chúng ta sáng hơn và bớt tàn nhang đi. Tuy nhiên, mặc dù tốn nhiều tiền bạc và thời gian, một số chị em mình thì tình trạng tàn nhang còn đậm hơn và một số chị em mình thì còn xuất hiện tình trạng sẹo lõm vĩnh viễn ở trên làn da. Chị em biết không, tàn nhang hoàn toàn có thể xử lý được ngay tại nhà, vô cùng đơn giản, tiết kiệm và an toàn bởi những bước ở phía dưới đây. Mặc dù là tàn nhang chúng không ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em mình, nhưng một số làn da thì cảm giác rằng lem nhem và già nua đi hơn và ảnh hưởng đến giao tiếp của chị em mình. Vì vậy, nếu chị em mình mong muốn xử lý làn da có vấn đề tàn nhang hay đốm nâu để chúng ta lấy lại làn da trắng sáng thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay nha. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình có thể ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube này để hàng ngày chị em chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Và đầu tiên Hương muốn chia sẻ đến chị em thì thực tế tàn nhang là gì? Chúng ta hiểu đơn giản là tàn nhang là những cái đốm nâu nằm ở trên da và chúng thường có màu từ nâu nhạt cho đến nâu đậm hơn, tùy thuộc vào cái tình trạng tàn nhang đã khởi phát từ sớm hay là muộn rồi. Thông thường thì tàn nhang có thể khởi phát từ rất là sớm, có thể từ độ tuổi cấp 2, cấp 3, đó, và tàn nhang còn có yếu tố di truyền nữa. Và tàn nhang thì sẽ thường nằm rải rác ở hai cái vùng này, những cái vùng mà ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào, hai vùng này và vùng sống mũi này chị em nhé. Có một điều rất đặc biệt là vào mùa đông chúng ta cảm giác rằng những đốm nâu này có thể nhạt đi, tuy nhiên vào mùa hè thì đốm nâu lại có thể đậm hơn. Và tính là tàn nhang sẽ chịu sự chi phối rất là nhiều bởi tia UV và ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên thì tàn nhang có thể xử lý được ngay tại nhà, bởi tuy là xuất hiện nhiều ở trên da và khởi phát sớm như vậy, nhưng hầu hết những đốm tàn nhang của chúng ta đều nằm ở nông trên bề mặt da, chứ không nằm quá là sâu như ở tình trạng nám da. Hơn thế nữa thì tàn nhang thì thường ít sự chịu sự chi phối của sự rối loạn nội tiết ở bên trong, do đó hoàn toàn chúng ta có thể xử lý được ngay tại nhà. Rồi chúng ta cùng bước sang phần thứ hai là ba bước đơn giản để xử lý tàn nhang ngay tại nhà. Bước đầu tiên là chị em mình hãy có trong nhà cái liệu trình peel da nông tại nhà. Peel da nông chị em mình có thể tham khảo peel da, ví dụ như là Hương đã làm các video về peel của Neochata. Chúng ta hiểu đơn giản là peel chỉ là một thuật ngữ nói chung thôi, nhưng peel chúng ta sẽ có peel tầng nông, tầng trung và tầng sâu. Đối với peel tầng trung và tầng sâu sẽ là tác động rất là nhiều vào hàng tế bào da, chủ yếu sẽ là những vấn đề sâu ở trong da, ví dụ như là sẹo lõm, và chúng ta sẽ nên tìm đến các cơ sở hay bác sĩ để có thể peel tầng trung và tầng sâu. Còn tình trạng là peel nông ở trên da như chia sẻ phía trên thì chị em mình hiểu đơn giản nó tương tự giống như việc tẩy tế bào chết, nhưng nồng độ cao hơn một chút thôi, và da của chúng ta nó sẽ bong giống như kiểu chúng ta bị nẻ vào mùa đông. Và đối với tình trạng tàn nhang này ạ, nếu bình thường chúng ta sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết thì cũng đã có tác dụng rồi. Tuy nhiên nó sẽ nhẹ nhàng và chậm hơn. Thì nếu mà chúng ta mà peel da, nó sẽ tác động sâu hơn vào hàng tế bào, thì khi đó nó sẽ làm bong đi những cái đốm nâu ở ngay trên bề mặt da. Và điều thứ hai này, khi peel da xong ạ, thì da chúng ta rất là thông thoáng, có thể thẩm thấu được mỹ phẩm, các sản phẩm serum rất là tốt, từ đó có thể nhân đôi nhân ba hiệu quả khi chúng ta bôi các serum để làm sáng da. Với liệu pháp peel như thế này thì chúng ta phải đảm bảo rằng điều đầu tiên này, làn da của chị em mình phải thật sự là khỏe. Điều thứ hai là tránh peel quá là nhiều, bởi vì peel nó chỉ là hỗ trợ thêm trong quá trình chúng ta xử lý các đốm nâu thôi, tức là nó sẽ loại bỏ đi và tăng khả năng hấp thụ. Còn cái quan trọng vẫn là bước 2, bước 3 là sử dụng các serum ở phía dưới đây. Vì vậy thì khi peel da chúng ta sẽ sử dụng liệu pháp này khoảng tầm 4 đến 5 tuần một lần nhé. Nhưng chị em mình chú ý rằng chúng ta sẽ cần phải peel định kỳ thì mới có hiệu quả được. Rồi bước thứ hai để xử lý tình trạng tàn nhang, và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới chị em nha. Bước thứ hai là chú trọng về kem chống nắng. Thì chị em mình có thể nhớ lại ở phần trên Hương vừa chia sẻ là tàn nhang ạ, thì vào mùa hè chúng sẽ đậm hơn và mùa đông thì sẽ tự động nhạt đi. Đó là do tàn nhang chịu sự chi phối rất là nhiều bởi tia UV. Có rất là nhiều chị em mình sau khi xử lý tình trạng tàn nhang rồi thì chỉ cần một buổi đi biển, đi chụp ảnh thôi hay là đi chơi thôi ấy, thì sau đó tàn nhang lại quay trở về và thậm chí còn đậm hơn. Vì vậy thì nếu chúng ta có tình trạng tàn nhang, hãy chú ý là dùng kem chống nắng thật là kỹ, và nhất là nếu chúng ta áp dụng liệu trình peel da ở phía trên nữa thì càng phải sử dụng kem chống nắng kỹ hơn. Kem chống nắng mà chị em nhớ này, cái lượng bôi sẽ là khoảng tầm ít nhất là 1,5 đến 2 lớp móng tay trên một lần bôi, và chúng ta sẽ bôi một ngày khoảng từ 2 đến 3 lần, buổi sáng này, buổi trưa và buổi chiều, khoảng tầm 4 giờ chiều trước khi chúng ta tan làm đi về. Với kem chống nắng thì hãy dùng kem chống nắng là quang phổ rộng, có chỉ số PA là 4+ và chị số FF khoảng tầm từ 30 đến 50 là đủ trên nha. Nếu như mà tình trạng tàn nhang chúng ta mới khởi phát, tức là những bạn khoảng tầm độ 20-25 tuổi,
thì chỉ cần bôi kem chống nắng đúng thôi ạ, tình trạng tàn nhang đã giảm được 40-50% rồi. Còn đối với các chị em mình độ tuổi cao hơn thì cũng chỉ cần bôi kem chống nắng chăm chỉ, tình trạng tàn nhang đã cải thiện khoảng tầm 20-30%. Rồi hãy kiểm tra lại kem chống nắng của chúng ta đã đủ chỉ số và hàng ngày chị em mình đã bôi đủ lượng chưa? Hãy comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha. Rồi phần tiếp theo chính là những hoạt chất nào chúng ta nên bổ sung để xử lý các vấn đề tàn nhang ở trên da. Nếu như chị em mình đã peel da kết hợp với kem chống nắng thì tình trạng da của chúng ta đã đỡ rất là nhiều rồi, và chúng ta sẽ nên bổ sung thêm các serum. Các serum này có tác dụng làm sáng da và ức chế những cái tàn nhang có thể xuất hiện ở trên da. Và chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng là thứ nhất là niacinamide, thứ hai là vitamin C và thứ ba là apatine ở nồng độ khoảng tầm 1-2%. Cái lý do dùng 3 cái serum này bởi vì là cái tàn nhang của chúng ta thì không thể nào hết được hoàn toàn, và chúng ta sẽ cần phải sử dụng những sản phẩm làm sao để duy trì được lâu dài, an toàn, và hơn thế nữa là cái chi phí chúng ta phải tiết kiệm được nhất để chúng ta giữ được cái làn da ở cái trạng thái ổn định. Đối với niacinamide, Hương đã chia sẻ rất là nhiều các video trước, thì niacinamide chúng ta sẽ sử dụng cái nồng độ khoảng tầm 10% nhé, và có thể duy trì đều đặn sử dụng hàng ngày. Còn đối với vitamin C có thể sử dụng ở nồng độ 10%, không cần thiết là phải dùng nồng độ quá là cao, 10% là đủ để làn da chúng ta sáng và khỏe rồi. Còn đối với apatine thì nồng độ khoảng tầm 1-2%, và nên ưu tiên là alpha apatine nhé, sẽ làm sáng da tốt hơn. Và nếu chị em chúng ta mà mong muốn làm sáng da nhanh sẽ có thể kết hợp khoảng ít nhất là hai cái hoạt chất này trong cùng một chu trình đó, còn nếu không thì có thể kết hợp cả ba hoạt chất này trong cùng một chu trình luôn. Và tuy rằng là mình có sử dụng kể cả là peel da, chống nắng và các hoạt chất làm sáng da, thì ít nhất là da chúng ta cần phải trải qua chu kỳ khoảng tầm 2-3 chu kỳ, tức là ít nhất khoảng tầm 3-4 tháng thì làn da chúng ta bắt đầu mới tiến triển được. Và chị mình lưu ý rằng là cần phải duy trì cái routine để có thể giữ được làn da trắng sáng nha. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về cách xử lý tàn nhang và các đốm nâu ở trên da. Vậy chị em mình hãy xem chị em mình có đang mắc phải những vấn đề ở phía trên không, và mình có thể xử lý theo những bước đơn giản ở phía trên. Và trong quá trình skincare và bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.